C. Thiền phân tích Phần phân theo diệu pháp Thiền thiện theo bốn bậc 710 Bốn bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền 711 Trong bốn bậc thiền đó mà sơ thiền ra sao? Biết khu trong tôn giáo này tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới tỉnh ly chư dục đắc sơ thiền bằng đề mục đất hiệp với tâm, tứ hỷ lạc sanh từ định trong khi nào thì năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm vẫn có trong khi ấy như thế gọi là sơ thiền còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền. 712. Nhị thiền trong khi có ra sao? Như là biết khu trong tông giáo này, tu tiến hành theo đường lối, hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm. Tứ, đắc nhị thiền, trụ đề mục đất. Trong khi đó, vẫn có ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoại ra tương ưng thiền. 713. Tam thiền trong khi có ra sao? Như là bích khu trong tông giáo này, tu tiến theo đường lối, hầu đến sắc giới, do tan luôn hỉ. Đắc tam thiền, trụ đề mục đất. Trong khi đó, vẫn còn hai chi thiền là lạc và nhất tâm. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 714. Tứ thiền trong khi có ra sao? Như là biết khu trong tôn giáo này, tu tiến theo đường lối, hầu đến sắc giới và trừ luân lạc. Đắc tứ thiền, trụ đề mục đất. Trong khi đó, vẫn có hai chi thiền là xã và nhất tâm. Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoại ra tương ưng thiền. Thiền thiện theo năm mực 715 Như là bích khu trong tôn giáo này Tu tiến theo đường lối Hầu đến sắc giới Tỉnh ly chư dục Đắc sơ thiền Trụ đề mục đất Trong khi đó vẫn có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng thiền. 716 Như là biết khu trong khi tu tiến, theo đường lối, hầu đến sắc giới, yên tĩnh, vô tầm hữu tứ, có hỷ, lạc, đắc nhị thiền trụ để mục đất. Trong khi đó, vẫn có bốn chi thiền là tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 717 Như là Bích khu trong khi nào tu tiến, theo đường lối, hầu đến sắc giới, vắng lặng tâm, tứ, đắc tam thiền, Trụ đềm mục đất Trong khi đó Vẫn có ba chi thiền Là hỷ Lạc Và nhất tâm Như thế gọi là tam thiền Còn những pháp ngoại ra Tương ưng thiền 718 Như là Biết khu trong khi nào Tu tiến theo đường lối Hầu đến sắc giới Hết ưu luân hỷ Đắc tứ thiền trụ đề mục đích. Trong khi đó, vẫn có hai chi thiền là lạc và nhất tâm. Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp quại ra tương ưng thiền. 719 Như là bích khu trong khi nào, tu tiến theo đường lối, hầu đến sắc giới, đặng trừ luôn lạc, đắc ngũ thiền, trụ đề mục đất. Trong khi đó, vẫn có hai chi thiền là xả và nhất tâm. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 720 Như là biết khu trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới đã trừ luân lạc lướt khỏi luôn cả vô sở hữu xứ vẫn đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Trong khi đó, có hai chi thiền là xã và nhất tâm. Như thế gọi là tứ thiền, vô sắc giới. Còn những pháp ngoài ra, tương ưng thiền. Thiền thiện siêu thế, theo bốn bậc 721 Bốn bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 722. Trong bốn bậc thiền đó, mà sơ thiền ra sao? Như là bích khu trong khi nào, tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, vẫn đắc sơ thiền, mà hành đang đắc trì trong khi nào thì năm chi thiền là tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm vẫn có trong khi ấy như thế gọi là sơ thiền còn những pháp ngoại ra tương ưng thiền 723 nhị thiền trong khi có ra sao như là biết khu trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ. Tỉnh ly tầm, tứ, đắc nhị thiền, mà hành đan đắc trị. Trong khi đó, ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm, vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoại ra, là tương ưng thiền. 724. Tam thiền trong khi có ra sao? Như là biết khu trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, do tiêu tan luân hỷ, đắc tam thiền mà hành nan đắc trị. Trong khi đó, hai chi thiền là lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 725 Tứ thiền trong khi có ra sao? Như là biết khu trong khi nào? tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rút ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ trừ luôn lạc đắc tứ thiền mà hành đang đắc trì trong khi nào thì hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có như thế gọi là tứ thiền còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền thiền thiện sư thế theo năm bực bảy trăm hai mươi sáu như là pích khu trong khi nào tu tiến theo thiền sự thế cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rút ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bậc ban sơ tỉnh ly chư dục đắc sơ thiền mà hành nang đắc trì trong khi nào thì ngũ chi thiền là tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm vẫn có như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra, tương ưng với thiền. 728 Như là bích khu trong khi đào, tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đang trừ tà kiến, hậu chứng bực ban sơ, tỉnh ly tâm, tứ, đắc tam thiền, mà hành đang đắc trì. Trong khi đó, ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 729 Như là biết khu trong khi tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến. Hậu chứng bực ban sơ tan luân hỷ đắc tứ thiền mà hành nan đắc trị, trong khi đó thì hai chi thiền là lạc và nhất tâm vẫn có như thế gọi là tứ thiền còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền 730 như là bích khu trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rút ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bậc ban sơ trừ luân lạc. Đắc ngũ thiền mà hành đang đắc trì, trong khi đó thì hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền. Thiền dị thuộc quả theo bốn bậc và năm bậc. 731 bốn bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 732. Sơ thiền trong khi có ra sao? Như là biết khu trong khi nào, tu tiến theo đường lối, hầu đến sắc giới, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền, trụ đề mục đất trong khi nào, thì xúc, vô phóng vật có trong khi ấy như thế gọi là chư pháp thiện bậc biết khu tỉnh ly chư dục đắc sơ thiền trụ đề mục đất mà thành dị thuộc quả do tu hành chứa để thiện sắc giới khi đó năm chi thiền là tâm, tứ hỷ lạc và nhất tâm vẫn có như thế gọi là sơ thiền còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. Nhị thiền đó ra sao? Như là biết khu trong khi tu tiến, theo đường lối, hầu đến sắc giới, vẫn lặng tâm, tứ. Đắc nhị thiền, trụ đề mục đất trong khi nào, thì xúc, vô phóng vật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. bậc biết khu tỉnh ly tâm, tứ đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đắc sơ thiền, đắc ngũ thiền, trụ đề mục đất mà thành dị thuộc quả do đã tu hành, chứa để thiền sắc giới. Trong khi nào, thì hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra, tương ưng thiền bậc biết khu trong khi tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới đã trừ luôn lạc do lướt khỏi luôn đến vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi đó thì xúc vô phóng vật vẫn có như thế gọi là chư pháp thiện mà bậc bích khu đã trừ lạc lướt khỏi luôn vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thành dị thục quả do đã tu hành chứa để thiền vô sắc giới trong khi đó thì hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có như thế gọi là tứ thiền còn những pháp ngoại ra tương ưng với thiền theo pali rút ngắn thiền dị thuộc quả siêu thế theo bốn và năm bậc. 733. Bốn bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 734. Sơ thiền trong khi có ra sao? Như là biết khu trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bậc ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì. Trong khi đó, thì xúc, vô phóng vật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. Bậc tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì, thuộc chủng tiêu diệt, mà thành dị thuộc quả Do nhờ tu tiến thực hành Chứa để thiền thiện siêu thế Trong khi đó Thì năm chi thiền Là tâm, tứ, hỷ, lạc Và nhất tâm vẫn có Như thế gọi là sơ thiền Còn những pháp ngoại ra Thuộc tương ưng thiền Nhị thiền Trong khi có ra sao Như là biết khu trong khi đào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly tầm, tứ, đắc nhị thiền, mà hành đang đắc trì. Trong khi đó, thì xúc vô phóng vật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiền, Mà bực tỉnh ly chư dụng đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đắc sơ thiền, đắc ngũ thiền, mà hành nan đắc trì, thuộc chủng tiêu diệt thành dị thuộc quả, do nhờ tu hành tiến hóa, chứa để thiền thiện siêu thế. Trong khi đó, thì hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có, như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra, tương ưng thiền, theo Pali rút ngắn. thiền tố, Kiriya, theo bốn và năm bậc. 735 Bốn bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 736 Sơ thiền trong khi có ra sao? Như là bích khu, trong khi nào tu tiến, theo thiền sắc giới, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền trụ đề mục đất mà thành tố kiriya phi thiền phi dị thuộc quả kiến pháp lạc trụ thì trong khi đó năm chi thiền là tâm, tứ hỷ lạc và nhất tâm vẫn có như thế gọi là sơ thiền còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền nhị thiền đó ra sao như là biết khu trong khi nào tu tiến theo thiền sát giới vắng lặng tầm tứ đắc nhị thiền tam thiền tứ thiền đắc sơ thiền đắc ngũ thiền trụ đề mục đất mà thành tố phi thiện phi dị thục quả kiến pháp lạc trụ thì trong khi đó hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có như thế gọi là ngũ thiền còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền như là biết khu trong khi nào tu tiến theo thiền vô sắc giới đã trừ luôn lạc lướt khỏi luôn cả vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi đó thì hai chi thiền là xã và nhất tâm vẫn có như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoại ra tương ưng với thiền, theo Pali rút ngắn, dứt, phân theo diệu pháp. D. Thiền phân tích phần vấn đáp. 737. Bốn bậc thiền là một Biết khu trong tông giáo này, tỉnh ly chư dục, đã vắng lặng, Lìa các pháp bất thiện, đắc sơ thiền vẫn có tâm, tứ, hỷ, lạc, sanh tự định. Hai Đắc nhị thiền vắng lặng, tâm, tứ trong sạch tự nội độc đoán trong tâm. 3. Vô tâm vô tứ, chỉ còn hỷ, lạc, sanh tự định do tan luân hỷ mới thành người có tâm xả có chánh niệm lương tri và hưởng vui với danh thân chứng tam thiền là thiền mà các bậc thánh nhân khen ngợi người đắc thiền ấy là bậc có tâm xã có chánh niệm lương tri như thế bốn đắc tứ thiền vô khổ vô lạc do trừ đặng lạc khổ bởi đã diệt yên ưu hỷ có chánh niệm vẫn do nhờ xã vẫn theo đầu đệ tam Vẫn theo đầu đệ nhị Những bốn bậc thiền Mà thiền nào thành thiền Thiền nào thành bất thiền Thiền nào thành vô ký Thiền nào thành hữu y Thiền nào thành vô y Đáp theo đầu đệ tam 738 Bốn thiền thành thiện cũng có Thành vô ký cũng có Ba thiền trừ ra lạc thọ, Sanh trong thiền ấy, Thời thành tương ưng lạc thọ. Bốn thiền trừ ra phi khổ phi lạc thọ, Sanh trong thiền ấy, Thời thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Bốn thiền thành dị thuộc quả cũng có, Thành dị thuộc nhân cũng có, Thành phi dị thuộc quả, Phi dị thuộc nhân cũng có. Bốn thiền, thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. Bốn thiền, thành phi phiền toái, cảnh phiền não cũng có, thành phiền toái, phi cảnh phiền não cũng có. Sơ thiền, trừ ra tầm, tứ, sanh trong thiền ấy, thời thành hữu tầm hữu tứ. Tam thiền, thành vô tầm vô tứ. Hai thiền trừ ra hỷ sanh trong thiền ấy, thời thành đồng sanh hỷ. Ba thiền trừ ra lạc sanh trong thiền ấy, thời thành đồng sanh lạc. Bốn thiền trừ ra xả sanh trong thiền ấy, thời thành đồng sanh xả. Bốn thiền thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. Bốn thiền thành phi hữu nhân, phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. Bốn thiền thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến nếp bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử, phi nhân đến nếp bàn cũng có. Bốn thiền thành hữu học cũng có, thành phi hữu học, phi vô học cũng có. Bốn thiền thành đáo đại cũng có thành vô lượng cũng có. Ba thiền không nên nói, thành biết cảnh hỷ thiểu, vẫn thành biết cảnh đáo đại, vẫn thành biết cảnh vô lượng. Không nên nói, thành biết cảnh vô lượng cũng có. Bốn thiền, thành biết cảnh hỷ thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, thành biết cảnh vô lượng cũng có. Không nên nói, chỉ thành biết cảnh hy thiểu Chỉ thành biết cảnh đáo đại Hay chỉ thành biết cảnh vô lượng cũng có Bốn thiền thành trung bình cũng có Thành tinh lương cũng có Bốn thiền thành chánh nhất định cũng có Thành bất định cũng có Ba thiền không thành biết cảnh đáo đại Mà thành đạo là nhân cũng có Thành đạo là trưởng cũng có không nên nói vẫn thành đạo là nhân cũng có vẫn thành đạo là trưởng cũng có bốn thiền thành đạo là cảnh cũng có thành đạo là nhân cũng có thành đạo là trưởng cũng có không nên nói thành đạo là cảnh thành đạo là nhân hay thành đạo là trưởng cũng có bốn thiền thành sanh tồn cũng có thành phi sanh tồn cũng có thành sẽ sanh cũng có, bốn thiền thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Ba thiền không nên nói, thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành biết cảnh hiện tại. Bốn thiền, thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có thành biết cảnh hiện tại cũng có không nên nói chỉ thành biết cảnh quá khứ chỉ thành biết cảnh vị lai chỉ thành biết cảnh hiện tại cũng có bốn thiền thành nội phần cũng có thành ngoại phần cũng có thành nội và ngoại phần cũng có ba thiền thành biết cảnh ngoại bốn thiền thành biết cảnh nội phần cũng có thành biết cảnh ngoại phần cũng có, thành biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. Không nên nói, chỉ thành biết cảnh nội phần, chỉ thành biết cảnh ngoại phần, chỉ thành biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. Bốn thiền thành bất kiến vô đối chiếu. Đáp theo đầu đề nhị. Y. Đáp phần trùng nhân. Hê tu gốc cha ca bảy chín Bốn thiền thành nhân, bốn thiền thành hữu nhân, bốn thiền thành tương ưng nhân, bốn thiền không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. Bốn thiền không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. Bốn thiền không thể nói thành nhân tương ưng nhân hay chỉ thành phi nhân tương ưng nhân bốn thiền thành phi nhân hữu nhân hai y đáp phần nhị đề đỉnh chulantara dukkha bốn thiền thành hữu duyên bốn thiền thành hữu vi bốn thiền thành bất kiến bốn thiền thành vô đối chiếu bốn thiền thành phi sắc bốn thiền thành hiệp thế cũng có thành siêu thế cũng có bốn thiền thành cũng có tâm biết đặng thành cũng có tâm không biết đặng ba y đáp phần chùm lậu asava gốc chaka bốn thiền thành phi lậu bốn thiền thành cảnh lậu cũng có thành phi cảnh lậu cũng có bốn thiền thành bất tương ưng lậu bốn thiền không thể nói thành lậu cảnh lậu bốn thiền thành phi cảnh lậu cũng có cũng không thể nói thành phi lậu cảnh lậu cũng có bốn thiền không thể nói dĩ nhiên thành lậu tương ưng lậu hay dĩ nhiên thành phi lậu tương ưng lậu bốn thiền thành bất tương ưng lậu cảnh lậu cũng có thành bớt tương ưng lậu, phi cảnh lậu cũng có. 4 y, 5 y, 6 y, 7 y, 8 y, 9 y, 10 mười y, 11 mười y, 12 y. Đáp phần chùm triền. Sanjojana gốc cha ca. Bốn thiền thành phi triền. Bốn thiền thành phi phượng. Bốn thiền thành phi bộc. Bốn thiền thành phi phối, bốn thiền thành phi cái, bốn thiền thành phi khinh thị, bốn thiền thành tri cảnh, bốn thiền thành phi tâm, bốn thiền thành sở hữu tâm, bốn thiền thành tương ưng tâm, bốn thiền thành hòa với tâm, bốn thiền thành có tâm làm sợ sanh, bốn thiền thành đồng sanh tồn với tâm. Bốn thiền thành tùng tâm thông lưu. Bốn thiền thành hòa với tâm, có tâm làm sợ sanh. Bốn thiền thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sợ sanh. Bốn thiền thành có tâm làm sợ sanh, thông lưu và hòa với tâm. Bốn thiền thành bên ngoài, bốn thiền thành y sinh bốn thiền thành do thủ cũng có, thành phi do thủ cũng có. Bốn thiền thành phi thủ, bốn thiền thành phi phiền não. 13 y đáp nhị đề yêu bối. Bích thi du ca. 740. Bốn, bốn thiền thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Bốn thiền thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Bốn thiền thành phi hữu nhân, phi sơ đạo tuyệt trừ. Bốn thiền thành, phi hữu nhân, phi ba đạo cao tuyệt trừ. Sơ thiền trừ, tầm sanh trong thiền ấy, thời thành hữu tầm. Ba thiền kia thành vô tầm. Sơ thiền trừ tứ sanh trong thiền ấy, thời thành hữu tứ. Ba thiền kia thành vô tứ. Hai thiền trừ hỷ, Sanh trong thiền ấy, thời thành hữu hỷ, hai thiền kia thành vô hỷ. Hai thiền trừ hỷ, sanh trong thiền ấy, thời thành đồng sanh hỷ, hai thiền kia thành phi đồng sanh hỷ. Ba thiền trừ lạc, sanh trong thiền ấy, thời thành đồng sanh lạc, tứ thiền thành phi đồng sanh lạc. Bốn thiền trừ xả, sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh xã ba thiền thành phi đồng sanh xã bốn thiền thành phi dục giới thành sắc giới cũng có thành phi sắc giới cũng có ba thiền thành phi vô sắc giới tứ thiền thành vô sắc giới cũng có thành phi vô sắc giới cũng có bốn thiền thành liên quan luân hồi cũng có thành bất liên quan luân hồi cũng có bốn thiền, thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. Bốn thiền, thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Bốn thiền, thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng cũng có. Bốn thiền thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần vấn đáp, hoàng bị thiền phân tích.